Makaga dưỡng không mi, dynamite thì với dung tích là 7.5 mil, chúng ta sẽ sử dụng được 6 đến 7 tháng. Hàng chính hãng có giá là 249.000 đồng, xuất xứ từ Canada. Thì đối với sản phẩm này sẽ giúp cải thiện độ dày, độ dài và độ cong của làn mi một cách hiệu quả, cho bạn một đôi mi dài và đẹp, đặc biệt là sẽ không trôi lem khi gặp nước và mồ hôi. Thì đối với sản phẩm này được thiết kế rất là nhỏ gọn và tiện lợi. Hương thơm dịu nhẹ, khi sử dụng thì ta chỉ cần dùng cọ của sản phẩm để chuốt mi từ trong ra ngoài. Có thể dùng đầu nhọn của cọ để chuốt phần gốc mắt